xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã đến với các kênh channel của Cuốn Nhà nha. Chúc mọi người có một ngày làm việc thật là vui vẻ và hiệu quả. Quay trở lại với các câu chuyện của anh Thọ Sọ Dừa thì đến hiện tại bây giờ anh ấy đã quay trở về cùng với lại gia đình và đã ngộ nhận ra tất cả mọi điều. Và anh ấy đã lên tiếng để mà xin lỗi bố mẹ của mình. Vì nói chung á, tình yêu thương gia đình nó vẫn là một cái gì đó thiêng liêng. Và anh ấy quay trở về với gia đình đó là một cái điều rất là đúng đắn. Bởi vì á, anh ấy đã dành trọn một cái khoảng thời gian là hơn 7 tháng qua để dành một cái tình yêu cho một người phụ nữ. Nhưng cuối cùng rằng là đáp lại cái tình yêu ấy chỉ qua là một cái sự lợi dụng. Và cô ả kia đã làm ra tất cả mọi điều để có thể là lấy số tiền từ anh. Và tối hôm qua mình đã nghe được một cái thông tin rằng là cái số tiền của anh Thọ Sọ Dừa trong tài khoản của anh ấy là nó đã bay biến đi mất tiêu hết rồi. Và giống như đây là một cái bài học cho anh Thọ Sọ Dừa rằng là một cái người mà mới chỉ quen thân thôi thì tốt nhất rằng là mình đừng có nên tin tưởng vào người ta tuyệt đối. Bởi vì á, ở đó nó sẽ có rất là nhiều cái cạm bẫy mà anh Sọ Dừa không thể nào biết trước và lường trước được. Và đây cũng sẽ là một cái bài học cho gia đình của bố mẹ anh Thọ Sọ Dừa rằng là mình không nên tin tưởng một cái người dưng nước lã, một cái người xa lạ, và không nên tùy ý để mà đưa người ta vào trong gia đình của mình. Trong suốt một cái khoảng thời gian dài sống chung cùng với ả, anh ấy đã không nhận ra được cái sự điêu ngoa, cái sự giả tạo và cái tình yêu này không có thật. Nên nhiều lúc anh ấy nói những cái lời mà nó khó nghe đối với bố mẹ, nhưng chung quy lại rằng là cô ả này là một cái người rất là gian xảo. Cô ả tạo ra tất cả mọi thứ để cho anh Thọ có một cái niềm tin vào ả. Nhưng mà mọi người nên nhớ một điều rằng là anh Thọ anh đâu có nghe được. Nên cái lúc mà ả ở gần anh Thọ, ả nói những cái lời mật ngọt để cho anh Thọ có thể là siêu lòng. Rồi ả tiêm vào đầu của anh Thọ những cái điều rằng là bố mẹ của anh không có tốt đâu, bố mẹ của anh nói xấu em như thế này như thế kia nè, bố mẹ anh á là không cho chúng mình đi đến với nhau, rồi em thương anh thật nhiều nhưng mà cuối cùng rằng là gia đình anh ngăn cản thế này thế kia. Thì anh Thọ Sọ Dừa anh sẽ nghe theo ạ. Và anh nghĩ rằng là tại sao bố mẹ lại đối xử với anh như vậy. Đây là một cái sự lừa lọc có tổ chức luôn. Một cái sự lừa lọc mà nó mang cái tính chất rằng là lợi dụng. Vì ả là một cái người rất là gian xảo và ả là một cái người có kinh nghiệm rồi. Cái mặt của ả nó dài như là cái tấm tường vậy đó mọi người. Nên rằng là ả không thể nào mà ả làm khác đi được. Bởi vì á, nhờ cái sự kiếm chác trên cái thân hình của anh Thọ Sọ Dừa đã đưa về một cái nguồn lợi rất là to bự khổng lồ cho ả. Nên ả làm sao mà ả có thể là ngưng nghĩ cái sự việc này. Bởi vì anh Thọ giống như là một cái trụ ATM, một cái gì đó mà ả có thể là lợi dụng. Anh Thọ đã quay trở về cùng với lại gia đình nhưng mà ả đâu có buông tha cho anh. Ả còn lên tiếng, ả nói rằng là ả gằn giọng rằng là hẹn một ngày tương phùng. Ả làm như ả đang yêu thương anh lắm vậy đó. Nhưng mà ai không biết rằng là ả đang giả trân rất là nhiều. Ả đang rất là lo sợ. Bởi vì anh Thọ đã nói ra cái sự thật rằng là cái số tiền trong tài khoản của anh ấy đã bị vô âm tín rồi. Đó. Và cái số tiền đó nó đã đi đâu và về đâu thì chỉ có ả mới biết được. Nhưng mà ả đang cố gắng để ả níu giữ đến anh Thọ. Bởi vì ả đang làm tất cả mọi thứ. Ả đăng những cái video đó lên trên mạng xã hội để cho anh Thọ vào. Và anh Thọ có thể nào xem được rằng là anh Thọ ơi anh đừng có nói ra cái sự thật. Bởi vì em thương anh thật lòng. Em lấy cái số tiền đó là cũng để lo cho tương lai thế này thế kia. Rồi hả, rồi dụ dỗ em Thọ thêm một lần nữa. Nhưng mà không có cái cơ hội nào để đâu Hoa Bồng Cầu ơi. Vì thật ra mọi người đã biết rõ được cái bộ mặt thật của ả rồi. Cái người mà sống chung với ả 2 năm trời mà ả còn lừa lọc, ả còn lấy cái số tiền đó đi. Mà người ta có phải là giàu có đâu, người ta cũng khó khăn thế này thế kia mà ả cũng nở lòng nào ả lừa của một cái người mà đã lớn tuổi như vậy. Thì anh Thọ là cái gì đâu. Anh Thọ thì bây giờ anh chỉ nằm một chỗ đó, anh đâu có biết được cái vấn đề nào. Ả dễ lừa quá mà, ả vui sướng quá mà. Tự nhiên ở đâu có một cái người mà ả đến mà không biết cái gì luôn. Nằm đó thôi, rồi ả kiếm tiền nữa, sướng thiệt luôn á. Lâu lâu cái ở trong tài khoản nó tin tin, lâu lâu cái có người gọi điện thoại chuyển khoản cho, thật là sung sướng quá. Ở đâu có nghĩ được cái hậu quả đâu. Ở nghĩ rằng là trời ơi tiền bây giờ hạ tự đây, tự nhiên ở đâu trên trời nó rơi xuống như thế này. Mình ở đâu mình ở nhà mình chơi không không thôi mà mình có tiền mình đi du hí, rồi mình có tiền mình ăn chơi thế này thế kia. Rồi cái người đàn ông này thì mình có cần phải chăm lo gì đâu, ngày cho ăn ba bữa nói những cái lời mật ngọt có một xíu hả thì có cái chuyện gì đâu, diễn được ai diễn được.
nên ả đã diễn trong suốt một khoảng thời gian dài, mà nghĩ làm sao mà mấy cái fan u mê nó lại nói rằng là tình yêu người ta tình yêu đích thực, chứ có lẽ rằng là bây giờ ả đang rất là buồn bởi vì anh Thọ sự vừa quay trở về rồi, và anh Thọ ảnh sẽ bảo vệ cho cái tình yêu này, và cái cô hoa bồng cầu này cũng đang rất là buồn bã bởi vì cái tình yêu thật lòng thật sự như vậy mà nghĩ làm sao mà nỡ lòng nào chia cắt. Thiệt, tôi không còn từ nào để mà tôi diễn tả được, tôi không còn từ nào để mà tôi có thể là nói với cái fan u mê đó, bởi vì làm sao yêu đương gì cái tầm này nữa. Trời ơi, yêu đương gì mà chửi cha chửi mẹ người ta, yêu đương gì mà nói những cái lời lẽ mà nó không mấy là hay ho ở trên mạng xã hội, cười cợt với anh Thọ sợ dừa giống như là hả đang đùa với ảnh vậy đó, đùa cợt với cái tình yêu của ảnh vậy đó. Nói gì mà nghĩ sao mà anh muốn con trai hay là con gái, anh muốn một đứa hay là hai đứa. Trời ơi, ả còn sức ở đâu mà hả sinh con luôn cho rành cho rọt. Là bây giờ anh Thọ sao vừa anh đã nhận ra cái sự việc rồi, ả bồn cầu ơi, nên rằng là ả đừng có làm bất cứ một cái chuyện gì nữa, bởi vì người ta cũng đã hiểu được rõ cái bộ mặt thật ở phía đằng sau ả rồi, nên ả có làm gì có thể hiện rằng là trời ơi, trong suốt một cái khoảng thời gian mà anh quay trở về cùng với lại gia đình là em nhớ anh lắm, em thương anh lắm thế này thế kia, thì mọi người cũng không bao giờ tin, bởi vì bản chất nó mãi mãi là bản chất. Và trong suốt một cái khoảng thời gian qua đã lợi dụng hết cái số tiền của anh Thọ sợ dừa, bây giờ làm sao để đưa lại cái số tiền đó cho ảnh, bởi vì bây giờ anh ấy đó cũng nói rồi là tài khoản của ảnh nó không còn một cái đồng nào cả, không đồng, mà cái số tiền đó nó đi đâu, trong khi đó hả gần cả 600 triệu nha mọi người, chứ không phải là một con số nhỏ. Có rất là nhiều người nói rằng là thôi bây giờ anh Thọ sợ dừa đã quay trở về cùng với lại gia đình, đó là một cái điều may mắn thôi, bây giờ mình đừng có lấy lại số tiền đó, tại sao lại không lấy ạ? Nếu như mình bỏ qua cho ả lần này, giống như là mình đã tiếp tay cho ả thực hiện được những cái mục đích sau này nữa đó. Mình nếu mà mình không làm cho ra ngô ra khoai, thì đến một ngày nào đó có một người nào đó giống như anh sọ dừa, thì ai sẽ là cái người mà hả chịu trách nhiệm đó? Mình có cảm thấy là áy náy hay là không? Thay vì bây giờ nó đã rõ rành rành rồi, mình đã có rất là nhiều cái chứng cứ rồi, thì mình hãy đưa nó ra ánh sáng luôn, để cho ả có thể là hả khỏi đường quanh co, khỏi đường chối cãi nữa. Là bây giờ ả bị một cái vố rất là đau rồi, nên là bây giờ ả quay qua ả cắn cùng đến anh Công Trần, bởi vì ả biết được rằng là cái vấn đề mà đưa anh Thọ sợ dừa về là một phần do anh Công Trần, nên rằng là ả đang làm tất cả mọi thứ, ả mới đăng được những cái thông tin của anh Công Trần là đi làm thiện nguyện á mọi người, để mà chứng thực thế này thế kia, rồi ả lên ả cũng nói. Nhưng mà thật ra có gì đi chăng nữa thì người ta cũng không thể nào mà bao dung hay là tha thứ cho ả được. Gì xảy ra đi chăng nữa thì người ta cũng sẽ quyết tâm và làm rõ cái sự việc này, nên rằng là khỏi có đông đưa làm cái gì, khỏi có phải nói bất cứ một cái điều gì, bởi vì người ta biết rõ, quá là rõ rồi, nên rằng là bây giờ có làm gì đi chăng nữa thì người ta cũng thấy rất là nực cười. Người ta nghĩ rằng là trời ơi, cái con ả này á, cho dù nó có làm gì đi chăng nữa thì mình cũng thấy rằng là nó chỉ lợi dụng đàn ông, nó kiếm chác trên đàn ông. Chứ còn thực ra nếu mà để nói là hả nó kiếm tiền từ bằng tay chân chính thì không bao giờ có, bởi vì ả này là giống như là xương bạc trơn rồi, nên ả không bao giờ mà hả chịu lao động đâu. Nhưng mà hôm qua đó, là ả đăng lên là lao động cùng với hàng xóm, thì mình thấy nực cười, lao động gì mà cùng với hàng xóm, chỉ qua rằng là hả đi theo để mà quay clip thôi, chứ lao động gì mà với hàng xóm. Cái tướng thì làm biến như vậy vậy đó mà bày đặt lao động cùng với hàng xóm. Nhiều lúc mình cũng không muốn nói đâu mọi người ơi, nhưng mà nhìn á thiệt á, mình thấy nó giả trăng dễ sợ luôn. Mà sao anh Thọ anh tin nôm nớp vậy ta? Chứ mình thấy nhìn thấy cái miệng của á, mà khi mà á nói chuyện thì mình nghĩ là trời ơi, một cái con người điêu ngoa như vậy, một cái người mà hả sống không bao giờ thật như vậy, mà tại sao anh Thọ anh lại tin tưởng vào, anh Thọ anh lại hả u mê trong một khoảng thời gian dài như vậy, chứng tỏ rằng là hả chưa bao giờ nói thật với anh Thọ bất cứ một cái điều gì, đến ngay kể cả cái giấy đăng ký kết hôn mà hả cũng xạo nữa. Ả xạo quần hôm bữa ả nói với mọi người nhớ không ạ, rằng là ả đã đăng ký giấy kết hôn rồi, xong sau này cái mọi chuyện vỡ lẽ, cái ả nói rằng là bữa đó là dự định là làm giấy kết hôn nhưng mà hả chưa làm được. Đó, thấy không, thấy dữ dội không? Cứ nghĩ đi, một cái người mà làm công nhân á, cho dù mà tháng có 15 triệu gì đi chăng nữa, thì các bạn nghĩ coi có thể nào mà mua xe ô tô được không?
trong khi đó là mình nhìn thấy cái cách mà ăn chơi xả láng, giống như ả rằng là đi du lịch ở đây ở đó rồi lái xe ô tô đi khắp nơi rồi làm y như là mình là một cái người mà tri thức vậy đó, mình là một cái người mà có địa vị, mình là một cái người mà học thức rồi á ha, đi xe ô tô cho nó oách đó mọi người đó. Thì mình hỏi mọi người lương công nhân nó có đủ tiền để mua xe không, mình phải nể cái ả này. Anh Thọ mới vừa đi á là hả, ở lên tiếng anh nói rằng là hả, cố gắng ăn ngon ngủ ngon nha anh, hẹn ngày tương phùng. Rồi hôm nay á mọi người biết làm sao không, quay những cái đoạn clip mà hả đi làm chung với hàng xóm, là mọi người biết ả muốn chứng tỏ cái điều gì không, là cái sự thân thuộc thân quen với tất cả những người hàng xóm rồi tạo ra một cái mối quan hệ thân thương thế này thế kia rồi, để cho tất cả mọi người biết rằng là những cái điều mà chúng ta đang nói hiện tại bây giờ là nó sai hoàn toàn với sự thật. Bởi vì ả rất là niềm nở với những người xung quanh, ả là một con người sống rất là hòa đồng, ả muốn tạo cho mọi người một cái điều như vậy. Nhưng mà thật ra trời ơi, càng chứng minh thì người ta càng thấy rất là nực cười. Bởi vì một cái người giống như ả thì đâu có từ bất kỳ một cái thủ đoạn nào. Một cái người giống như anh Thọ đáng lẽ ra ả phải yêu thương ấy, chứ không phải là một cái sự lừa lọc như vậy đâu. Đó, trong khi đó bố mẹ của người ta ra tận nơi để mà đón thì ả nói rằng là hả, tại sao lại dùng cái lục rừng như vậy, đáng lẽ ra là phải ngồi nói chuyện đàng hoàng với ả để có thể là đưa anh Thọ sọ dừa về một cái cách được gọi là đàng hoàng, thì ả không có nói gì, nghĩ sao mà cướp anh Thọ trên tay của ả rồi giằng co thế này thế kia, rồi lỡ đâu anh Thọ có chuyện gì thì sao. Trời ơi là trời, thật sự luôn á, bây giờ mình mới biết rõ cái sự việc rằng là ả mới chính là cái người mà hả cố gắng để mà lôi anh Thọ sọ dừa trở lại luôn á mọi người. Ả cố gắng, ả dùng sức đã lôi anh Thọ sọ dừa, nhưng mà cuối cùng rằng là may quá, cái sức của anh trai anh Thọ nó khá là vững vàng, ôm anh Thọ lên tay mà có thể giống như là cố gắng để mà giữ chặt anh Thọ lại. Chứ nếu không là lúc đó là ả giằng một phát là anh Thọ sẽ ngã xuống liền luôn á. Nhưng mà công nhận luôn á, ả đâu có yêu thương gì anh Thọ. Nếu như mà yêu thương mọi người, khi mà mình thấy một cái sự giằng co như vậy thì mình sẽ buông tay ra, chứ không phải là mình lôi mình kéo thế này thế kia đâu. Nhưng mà ả là ả lôi kéo, ả lôi kéo thật sự luôn. Nhưng mà ả lại nói rằng là phía bên gia đình của anh Thọ sọ dừa là đã giằng co anh Thọ thế này thế kia. Nhưng mà đâu có đâu mọi người ơi, người ta thương con người ta không hết, người ta lo cho em của người ta không hết, người ta cố gắng để người ta ôm rồi người ta vỗ về em của mình vào trong lòng. Và nói chung á, những cái điều này anh Thọ anh biết rõ rồi. Và trong thời gian sắp tới khi mà anh ổn định lại á, thì tất nhiên rằng là anh sẽ lên tiếng và anh nói. Chứ khỏi cần cái cô ả này phải đóng phim hay là đóng kịch hay là... Cái video của Quýnh Nhà thì đến đây là kết thúc nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã luôn lắng nghe cái video của Quýnh Nhà. Nếu thích cái video của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nhà nhé.